sầm năng nơi bị cày khom ní miên cầm buộc buộc chừng kế hơi miên lùm o đòi cà chuột mùi giang thầm ta tin ní prà đâm bay cô lùm nong ở vây ở bất prakat giang na bất prakat nú dương mình toàn ban đăng chụp ảnh lời dương từ cà pê về liệt tràn tiết đâm bay sắc xa sao chiều ti liên prà chia miên riêng chặt tổ cao cánh miên prà vay trăm rồi hà sập mệt côn năng pi rồi mệt thông tu liệt nghi sưu lạc nông ca thuốc bốn đằng hai hơi nâng phụ hạ dịch ra rô bọc con tọp khăn nông xa mây bà bát chây và răm tì bàm pí bà rê chia nâng niềm mơn mốc môn trấy ai tết xa nà tu xa nà dập hiếp ông pi tì kủa rô bọc tì liên đi bàn đài là trô vệ tì ca ông pi chơ đò lò nia chân nam mùi bọn pi rôi cao xa bà mùi miên bê xa cạ chun chết chân mà nẹ chmô chư tạ khoản lúc bàn một ruột nơi khả nông rít thân đi ông cô thông chiêng mùi chân nằm lúc bàn cắt ra tục rương rao chỉ trơn khả nông rít thân đi ông cô thông lúc có bàn riêp rộp ông pi tì ni đài lúc bàn ơi đăng thả nẹ riêp trăm cam vị thí cung chơ tùm rô mùi giang thông đài là ai đặt mà nụ bàn chiêng mùi bọn nẹ nơi bì mục bè rít cho vẹn hai miên lùm o đòi côm nâng bộ pha chỉ trơn miên riêp trăm chia rồn tia chơ xâm rắp đặt cầm chruôi hai nâng phào riết trầy ca là một đó, môn trầy tiếng lái, có bàn riêng bàm hạc sát, đàm bay tia sân na tu sân na dập hiệp này. Hai có bà đàm ôi cầm chuối nâng phao đàm bay bà rốc cam vị thị. Nhưng bà máu sức khám, xong cổ rụp chùm riêp xua đọt bụng mai bọn bà ổn tức ọc nha chứ ti cổ rụp nâng chứ ti sổ lành. Nhưng bà chỉ mẹ cả tia sở cho nâng đồng bọn xìm riêp ổng cô nâng đồng bọn phân nông bình. Ngày đi khi nhóm bụng mai bọn bà ổn một tu sân na ti liên đọc bà rì chía. Thất nơi khi nông ả đất rít thân đi ổng cô thông. Liết sân thân bị tự bông tới trường. Bà vang bà hèl chỉ bay rồi 20 mẹt. Chắp tăng bị khlong thuyê bà sát bà bốn. Rồi hốt tự đo bà bốn lia sát cầm lùng. Nơi chăm bị mộc cầm bến. Nâng khlong thuyê rồi bà rít cho vang bà ràm. Khi nhóm cực thả. Bọn bà ôn khám ai dương sơ tay mở rôi phía rồi. Skoal tì ni cho bà nà. Hai có đăng bà vót rương ráo. Nâng tu nê tì rồi bà bốn lia chôl đầm rây ni cho bà nà đài. Có bản tái, nơi miên bóng bà ôn mùi chùm nôn tối, đài lúc nơi chàng ai bùm sâu miên bêl mộc tu sân à tì ni nhạc nhuộp. Hơi có bùm sâu bàn đăng cho bà đài, thả ta bà bùn lia chôl tùm rấy, miên chùm nói bì xe ở vầy khá, bà bà khăn nông cô lùm nón ở vầy. Hẹt đôi mà đách bàn chỉ đôn ta dương hai tì ni thả bà bùn lia chôl tùm rấy. Thằng ngày ní, nhóm xôm chôl khuôn mộc bọ xài ông bí tu nê tì nâng ni mất rút tên ọ ni. Bà bùn lìa chôl đồm rấy, miên cá tẹt tiên phí nhu chiết nâng ơn đá rạ chiết chì khlăng. Pêl đài lưu chmua rít thân đi ông cô thống, cứ bong bà ôn nức đo bà bùn lìa chôl đồm rấy. Ní cứ đòi xa tay xâm năng ní, miên chấm lạc đồm rấy thông thông chỉ trả nơi tam chân chàng rốt bằng ọc, bà có đòi xa cam một hiệp ruột rồi vượt. Hói cứ đòi xa chấm lạc đồm rấy ní đá, đài bong bà ôn khmai dân ao chmua ti ní tha bà bùn lìa chôl đồm rấy rứ bà liên chôl đồm rấy. Đâm rấy chỉ sát chạy tụ bát mùi bà phết đài là miên cầm lăng khlăng khla lơ sát đất tầy. Hơi trâu bàn dương bà bánh chia đâm bay tiên dốc phà bà giói dàng tràn bì vỉa. Đôi chìa mà sâu bài ô tiên khả nông chi bà phiếp ruột nấu dân chùm đi phần này sắc sân kriếm nâng chia sát nôm mọc nâu chay mong cô đo mà nô tiết phòng. Ta mở rời dạ rương bà nhị tiên nâng ai kia xa bà vót đa xa niên nia bàn bánh chạy thà. Bà tế Campuchia cao bì xa mây mún, xâm bố tự đòi bây chơ krak mực, hơi miên sát bây rô nơi chìa tràn, chìa bì xe sát đầm rầy. Trâu bàn bóng bà ôn khám ai dương chấp dốc tự thơ chìa cầm lăng ô tiên đòi miên bà sức tập hiệp. Trong này ai bà rê chìa nơi xa mây bò rán, chôl chất tẹt đầm rầy, chôl đầm rầy, nâng dốc đầm rầy thơ chìa mà sâu bài khăn sắc xinh khiêm, nâng thơ chìa cầm lăng ô tiên đòi khăn khả, hơi ai thơ đầm nào bàn về anh chàng ai. Bong bà ôn khám ai dương đại miên côn chư thật cắt mà nó mà đón bộ quạt tay ngom khnê từ mũi krong đầm rấy đám bay ở chia sát bòi pi chùm ngư đăng cắt úp bật rụp chẳng rầy nâng nôm mộc nâu sở rây xuống đây khăn ông krom krua xa tiết phòng đòi xa tài sát đầm rấy miên bà gió tràn khăn ông sẵn cung khám ai tớp đôn ta dương chỉ chiêng chùm lạc chlạc sát đầm rấy nơi tam bà sát nâng chlạc chìa cấp bách chùm lạc giang ruo rô vơ cua chê ti chạp ở rầm nơi tam bà đá, thuyê, chân chén, nâng nơi tam ti xa thiên là nạp xem xình. Chạy xa đánh, đôi chia chấm lạc đầm rây nơi tam chân chén, bởi liên chôn đầm rây ni tam đòn. Chấm lạc phía chờ nơi tí ni, cư chia chấm lạc đầm rây. Lực lên tay chấm lạc đầy nơi trong gần đà ti liến, đầy miền căm chân đà lôi một quen chân kế. Chấm lạc đầm rây ni, miền pi bà phết.
ប្រភេទទី1គឺនៅតាមជញ្ជាំងដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ដូនតាយើងដូចជាការប្រើប្រាស់ដំរីសម្រាប់ប្រមាញ់សត្វនៅក្នុងព្រៃជាដើម ក្នុងរូបភាពនេះបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីសកម្មភាពប្រមាញ់ក្នុងព្រៃប្រើប្រាស់ប្រមោយចាប់គួយត្រកងយកសត្វមរឹតមានសត្វក្តាន់សត្វគោក្របីជាដើម កាលដើមឡើយគេចាត់ទុកសត្វដំរីជាយានជំនិះរបស់ព្រះរាជានិងមេទ័ពកំពូលៗ ប្រភេទទី2គឺជាដំរីទេពដែលនៅអមកម្មចន្ទារណប មានក្បាល 3 កាន់ផ្កាឈូកនៅនឹងប្រមោយរបស់វា ដំរីក្បាល 3 នេះមានឈ្មោះហៅថាអៃរវ័នជាយានជំនិះរបស់ព្រះឥន្ទដែលជារតនវត្ថុមួយកើតចេញពីការកូរមហាសមុទ្រទឹកដោះ នៅចំកណ្ដាលព្រះពន្លាជុលដំរីមានកាំចន្ទា 3 ជាន់ នៅលើផ្ទៃជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្រោមនៃព្រះពន្លាមានលម្អចម្លាក់បក្សីគ្រុឌនិងតោធំៗ ឈរនៅលើពោះនាគរាជ ឈរតម្រៀបគ្នាយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ ដៃទាំងពីររបស់សត្វគ្រុឌកាន់កន្ទុយពោះលើកឡើងទៅលើ ក្រញាំរបស់គ្រុឌជាន់ខ្លួនរបស់ពោះនាគរាជ រីឯចម្លាក់តោឬក៏សឹងវិញលើកដៃទាំងពីរទ្រព្រះពន្លា សត្វទេពទាំង 3 នេះមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងអស្ចារ្យ ពួកគេមានវត្តមាននៅទីនេះក្នុងតួនាទីជាអ្នកឆ្មាំយាមការពារ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទីកន្លែងដ៏ពិសិដ្ឋនេះមានសុខសន្តិភាពមានភាពចម្រើនរុងរឿងនិងឋិតថេរជាអមតៈ ចម្លាក់សត្វពស់នាគរាជប្រៀបបាននឹងតបជើងទឹក ចម្លាក់សត្វគ្រុឌប្រៀបបាននឹងតបជើងអាកាស រីឯចម្លាក់តោវិញប្រៀបបាននឹងតបជើងគោកសម្រាប់ការពារឋានទាំង 3 ឆ្លងផុតពីកម្មចន្ទាជាន់ទី1ទៅពុកម៉ែបងប្អូននឹងទៅដល់ជាន់ទី2ព័ទ្ធជុំវិញខឿននៃកម្មចន្ទាទី2មានចម្លាក់អសុរៈដែលយើងហៅភាសាសាមញ្ញធម្មតាថាពួកយក្សបើកភ្នែកក្រឡោតធំៗកំពុងតែត្រួតព្រះពន្លាឲ្យអណ្ដែតលើអាកាសវេហានេះមានន័យថាបងប្អូនបានមកដល់ឋានរបស់អសុរៈហើយ ចន្ទដាល់ទី3មានខឿនដែលមានចម្លាក់សត្វហង្សជាច្រើនជានិមិត្តរូបនៃឋានសួគ៌នៅភេលីទីនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាជាទីកន្លែងដែលព្រះរាជាគង់ពិតប្រកបមែនព្រោះគេចាត់ទុកថាព្រះមហាក្សត្រកំពុងតែគង់នៅលើឋានសួគ៌ព្រះពន្លាជុលដំរីឬក៏ប្រលៀនជុលដំរីធ្លាប់មានរោងតងសង់អំពីឈើប្រាក់ក្បឿង នៅចំណុចកណ្ដាលនៃព្រះពន្លាជុលដំរីចំពីមុខខ្លោងទ្វារព្រះបរមរាជវាំងគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រអគ្គមហេសីនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការទាំងឡាយគង់និងអង្គុយដើម្បីធ្វើសវនកម្មជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងប្រជានុរាស្ត្រក្នុងពិធីសំខាន់ៗនិងដើម្បីទតមើលក្បួនកងទ័ពដង្ហែនិងវឹកវើនដំរីនៅទីលានខាងមុខ នៅទីតាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះអគ្គមហេសីគឺស្ថិតនៅចំពីមុខខ្លោងទ្វារខាងកើតនៃព្រះបរមរាជវាំងដែលមានលម្អចម្លាក់សត្វនាគនិងសត្វតោនៅផ្នែកខាងលើរបស់ព្រះពន្លាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណង់នៅពីក្រោយខ្ញុំនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេហើយមានលម្អដោយផ្កាឈូកមួយយ៉ាងធំនៅពីមុខផ្កាឈូកគឺមានទីលានមួយ ដែលលម្អដោយដំរីក្បាល 3និងចម្លាក់ជាច្រើនមានចម្លាក់ប្រកាលជាដើមមើលមុខប្រកបដោយអំណាចខ្លាំងក្លាតើទីនេះប្រើដើម្បីគោលបំណងអ្វីឲ្យពិតប្រាកដរហូតមកទល់នឹងពេលនេះมันមានឯកសារឬក៏សិលាចារឹកជាក់លាក់ដែលបង្ហាញបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទីនេះជាសំណង់អ្វីឡើយផ្អែកតាមអ្នកបុរាណវិទ្យាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបងប្អូនរួមអាជីពមួយចំនួនបានផ្ដល់ឲ្យសមិទ្ធកម្មផ្សេងៗគ្នា បងប្អូនមួយចំនួនយល់ថាទីនេះប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបួងសួងហោមរោងមុននឹងសម្ដែងសៀកឬក៏របាំក្រុមអ្នកសម្ដែងទាំងអស់នោះត្រូវមកកាន់ទីនេះដើម្បីធ្វើការគោរពបួងសួងដល់ទីលាននេះមានដំរីក្បាល 3 និងព្រះកាលជាដើមដើម្បីសុំកម្លាំងធម្មពលមុននឹងការសម្ដែងទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមរីឯផ្កាឈូកដែលតម្កល់ខ្ពស់ជាងគេនោះប្រៀបបានទៅនឹងផើង ដែលមានការដុតភ្លើងនៅក្នុងនោះជាសញ្ញាប្រាប់ពីការចាប់ផ្ដើមនៃកីឡាអូឡាំពិកដូចសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះដែរបងប្អូនខ្លះយល់ឃើញថាវាអាចជាភ្នូររបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គណាមួយនៅក្នុងសម័យបុរាណយល់បែបនេះដោយសារតែនៅផ្នែកខាងលើមានពូនដីខ្ពស់ដូចកូនទូលតូចមួយ
miên riêng sân than đôi chiếc phần nổ. Mùi chùm nuôn tiết có sân than thả. Tí nít cứ chia tì cân lành xâm rạp tầm cò tắc môn tốc bạc bụm. Liên chùm rẻ bạc cài đo bạc rì chìa, lơ cử rìa xây, cầm chặt nơi úp bạc trúc tiàng puông nia xa máy nụ. Giang nà bật bạc cọt nụ, dương mân toàn bàn đăng chú bạc nơi lời, dương trời cả bê và lia tràn tiết đâm bay sắc xa xa rào chú điều. Tiếng ọt ní, vì cầm bụng tài thất nơi khăn ông phiếp át cầm bằng. Đại lập bụng toàn miên nô na, ách nâng pháp rương bất bàn. Bà bốc mai bóng bà ôn nà bàn đăng nú, xông chui chạy rùm lệch phòng, tàm rời dạ Facebook page, nâng YouTube channel rô bọc nhóm bạc. Nhóm bạc xông ọ cun tục chì môn. Nơi trong kháng trường này bệnh bình lìa chôl đùm rấy, tì ní trở bàn nẹ chùm niên kháng xâm nắng áng thả. Miên ca sang bàn thèm, hơi nâng bụng rích ở căn tè thông chứng môn, đòi xa tè miên bà mạ hạc sạch chỉ tràn ổng, cung nơi khăn ông ả đất rì chù vẹn ni chỉ tràn chùm nôn, đôi chân này hơi bàn chỉ miên ca sang bàn thèm, đàm bây chia đầm rơi ca khăn ông cách bạ đê bát, rư con nơi khăn ông cách sạch nạp xềm xềm. Nơi tì ní, miên chùm lạ chỉ tràn ớt kẹt nà nìa, tè chùm lạ đè lịch thô lô bòm phốt nụ cư chùm lạ đầm rơi ca bà bày. Nơi chân lọ đầm rây các bà bấy, miên chấm lạc các bà bà cao mục cua ở khả lạch. Chấm lạc bà ca chụp mùi đỏ thông xâm bầm, đài miên tì tăng nơi lơ bà bà lìa chôl đầm rây bà này kháng lơ. Chấm lạc bà ca chụp ní miên cầm bùa mùi mẹt gần lá, nâng ảnh cắt chết bây mẹt gần lá. Bà cung làng bị thamo phụ tội tối chấm nuôn hốc xâm bầm bốn đồng, nâng miên chân tùm rô chì thamo bài kìm. Nơi bà này kháng kháng bằng ớt, miên chấm lạc xe các bà bàm, nâng chấm lạc chì chân xe xa chì chân ở này. ภายในคลาสในจำลักเติร์บานเบาสไลด์ดอยกุมนัดโยบอลเซ็งเซ็งเขี่ยขยมส้มทเวกาสังเขปเรื่องราวเตะตรงจมวยนังจำลักเซกบาลพรัมถ้าหากเอาไว้บ้านจะโดนตายยิงฉลักจำลักนี่เนตินิปุกไม่บอกพระองค์ถึงออกเขี่ยเซกบาลพรัมนี่บาดตามเนบบรันวิเชียจนเจ็ดบารังเกสันมอนธาเชียประโพติสัตขนมพุทธศาสนามหายินแอบไปโยงตามเรื่องเตวกธรรมมวยดอลละใบละใบในขนมพรุ่งมันศาสนาคือเรื่องโกมหาสมบัติตลอด เสกบาลพรำนี้คือการเจงมอปิกาโกมหาสมบัติตลอดจำพวกจำละทมอดำนางไอเสกมวยเมียนกบาลพรำนี้เคยเมียนแต่มวยกุดในขนมสมัยโบราณคือเมียนแต่ขนมราชการระบอบประบาดเจยวรมันตีปรมปีแต่ปนนอได้เมียนจำละนี้ในตามจึงเชียงจุมเฮียงคังเล็กในประเลียนโจลดำไรปุกไม้บองปอนถึงออกเหนียตาเชียงจำละขมายขนมสมัยนู้บานประตูจำแนกดังนั่งประกอบเดกาชนายประดิษฐ์ บังการเจรูปบารมีเมียนประพุมอกปีนาปลายตามตุ่มปัวประวัติศาสตร์กัมพูชีบานไอดังถ่ามรดกบัพปทวนในตีปรเลียนโจลดำไรนี้สร้างลางในขนมริจโรบบประบาดเจยบารมันตีปรมปีในจงสัตวัตตีดับปีหนึ่งตามสัตวัตตีดับใบในคริสต์กราชยังอาจสันนิษฐานบานถ่าจำพวกการสร้างจำละเสกบาลปรามนี้เจียประริจจดำไรโรบบประบาดเจยบารมันตีปรมปีปิดประกอบ ตามระยะจำละดำนางไอเสกบาลพรำนี้ยังเคยตัวคลุนคังมกแต่มวยให้เมียนเจิงปีมกแต่ออมสองคางเสเมียนฉัดรุดนังเมียนจำละรูปมนุษย์นังเตปดาจิจรันบ่าวตามดำนาเรื่องในกาโกสมุตตะดอบ้านบังฮายไอดังถาขนงลัตพอลตีบุญในกาพ่อลังปีกาโกสมุตตะดอนุเมียนเสมวยกบาลชมุทาอุเจสวระได้จิเสเมียนกบาลพรำ เสกบาลพรำหรืออุเจสวรนี้เจียวัตถุติบได้เพียกีแตงปีจีเนปมปิงปุลกรรมในกาโกสมุตตะดอนุมันบานประกุลเตอไอคางนานุเตวัตถุติบนี้สำหรับตกเจียนมัตตรูปดอลเกจกรุปยังชอบขลุ่นเฮาทาปัญญสัลหรือเฮาทาจิตสัลพรำโรบทานแตงใบคือทานเตวโลกทานมนุสโลกนังทานบาตาโลกเสกบาลพรำ คือดำนางเอาเซลแตงพรำบ่ายยังกึดตามแบบปฏิบัติระบบพระพุทธศาสนานุคือตีมุ้ยมันสำหรับซัดตีปีมันลุยครอบสมบัติเกตีใบมันในยัยพุทธโพกหะตีบุญมันประพฤติเข้าขนมกามนั่งตีพรำมันแซบสุราโดยเช่นจำพวกจำละปฏิมาเสดแต่เมียนกบาลพรำเนื้อประเลียนโจลดำไร คือเจียประริจดำไรระบบประบาดเจียวรมันตีปรำปีบานดอสรังเจรุกเพียบเจงปีเตวกทาโกสมตตะดอหายได้สำหรับเจียมรดในสลทอดำนางออยสลพรำขนงเมียเกียดอประซาในพุทธศาสนาตุกเจียอดดำมกเตในสังคมบรรโตตั้งปีโบราณโลหิตมาดอลเปลี่ยนปัจจุบันนี้
អរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវាបើមានការខ្វះខាតលើសលួសបទអត្ថាធិប្បាយពុំសមរម្យសូមមេត្តាអធិស្ឋានដើម្បីចែករំលែកវីដេអូនេះទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Share, Like, Follow Page និង Subscribe ខ្ញុំសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំក្រោយទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា